Để đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo để các lái xe tuân thủ. Tuy nhiên, không ít người điều khiển vẫn phớt lờ biển báo. Cụ thể, như ở tuyến quốc lộ 5, đoạn km số 58 cộng 400 thuộc địa phận phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, nhiều xe ô tô ngang nhiên quay đầu ở nơi có biển cấm. Quốc lộ 5 đoạn km số 58 cộng 400 thuộc địa phận phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, nườm nượp phương tiện tham gia giao thông. Tại vị trí này, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm xe ô tô con lưu thông theo hướng Hải Phòng Hà Nội và cấm xe tải lưu thông theo hướng Hà Nội Hải Phòng quay đầu. Đồng nghĩa với việc chỉ xe ô tô con lưu thông theo hướng Hà Nội Hải Phòng được phép quay đầu ở đây. Thế nhưng, bất chấp biển cấm, nhiều ô tô các loại, trong đó có cả những xe container vẫn ngang nhiên quay đầu ở nơi có biển cấm, trong khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, dẫn đến ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm. Được biết, một số phương tiện đã bị xử phạt, nhưng những khi không có lực lượng chức năng thì tình trạng nhiều ô tô phớt lờ biển báo, ngang nhiên quay đầu xe ở nơi có biển cấm vẫn lại tái diễn.